Rồi chơi đi anh. Chào bà con, hôm nay chắc 6-7 tháng rồi đó. Mình mới lên làm một cái clip để nói về con bồ câu trống mái lại. Chứ bây giờ, hiện giờ nhiều anh ở ngoài Bắc cứ lên mạng nói mình nói phét, với lại nói mình câu like, hay là nói không đúng, hay mình nói sai sự thật về mình. Hôm nay mình sẽ chỉ lại cho bà con vài rạ vẹt, đặc biệt riêng anh đó. Nè, hôm nay mình bắt đây một con chim bồ câu là 18 ngày tuổi. Mình phân biệt lại trống mái cho anh đó xem. À, đây nè. Nè, mình để đây không? Cái cánh đây nha. Hai cánh xè ra vậy. Đầu tiên là mình phải xè ra hả? Xè hai về đi. Mình mới xếp lại vậy. Thấy không? Mình mới gập lên vậy. Nè, gập lại vậy nha. Nắm nè. Nè, rồi mình đè xuống. Mình đè đầu xuống nè, cái đuôi này nó nhảnh lên nè. Bây giờ mình cứ để cỡ nè, mình để phải thăng bằng nha. Nè, mình để thăng bằng nha. Mình nếu nhiều người mình nói không hiểu cái nói mình nói phét, người ta để như vậy rồi sẽ cụp xuống, rồi con nào cũng cụp xuống hết. Kể như là nó phải thăng bằng, chứ thăng bằng nó cụp đúng không? Nè, qua thăng bằng nó vậy nè. Nè, đó, đây là con bồ câu mái nha. Đây mình chỉ rõ đây là con bồ câu mái. Nè, để nè. Nè, giờ đang cụp xuống nha nè. Mình dở ra cái đầu nè. Nè, đây là nhõng lên nè. Nè, nhõng lên nè. Rồi bồ câu mái nè, rõ ra nè. Bồ câu mái nó vậy nè, nhõng lên nè. À, hôm nay chỉ rõ là để thăng bằng nha. Rồi cái còn cái tay ở dưới. Nè, để bằng nè. Nè. À, để bằng nè, nhõng lên nè. Thấy không? Nhõng lên nha nè. Là bồ câu mái. Dở lên bồ câu mái nha. Dù cho mình để không thăng bằng nó sẽ cụp xuống. Nè. Người ta không biết để. Mình không hiểu cái mình nói phét, với lại mình nói dốc, nói xạo. Nói không đúng. Hôm nay mình chỉ kỹ lại. Để ngay thăng bằng nè. Dở lên. Nhõng lên. Đấy là con bồ câu mái. Rồi tới bây giờ mình sẽ lấy tiếp một con nữa. Không biết trống mái nha, nhưng mà mình để lên mình mới nói được. Nè. Hiện giờ mình để con bồ câu này lên. Nha. Nó đang dẫn như đùa nè, nhưng mà mình không biết trống mái. Nha. Mình không biết trống mái. Bây giờ mình chỉ đè đầu xuống biết trống mái đây nè. Xuống không? Trống. Thấy không nè? Nè trống. Nè trống. Dù cho mình có lấy lên mà phải lên dính cái đuôi lên thì nói nè, dính không? Nè, nè, mái trống nè, trống nè, trống nè, trống nó cụp xuống nè, để nè, cụp nè, cụp nè. Nhiều người ta không biết, người ta để dày. Mình phải để thăng bằng, chứ hôm nay chỉ lần bà con lần nữa và cũng lần cuối cùng, chứ để sau này mấy anh trại hoài miền Bắc thì mình nói chung trại hoài miền Bắc thôi. Nói mình là nói sai sự thật và không đúng. Hôm nay mình làm lại một lần nữa. À, thật ra thì hai anh em mình cũng làm rất là nhiều clip phân biệt trống mái đúng không anh? À. Nhưng mà hầu như là người ta cứ comment ở bên dưới là nói anh em mình nói phét. Tại vì người ta không hiểu kỹ thuật. Không hiểu kỹ thuật để làm. Mà nói nhiều người ta hiểu lắm. Cần hết lại trại bồ câu Minh Dũng. Hoặc điện thoại số 0908991909 điện thoại ngay Minh Dũng chỉ cho, và lợi trại Minh Dũng chỉ cho, có gì đâu mình chỉ miễn phí, mình đi ra tới chỗ mình chỉ cho, mình làm giống như vậy đó nè, trống thấy không, coi lại cái nữa nè, cái con khác nè, con khác nè, để đúng không, để vậy nè, dảnh lên nè, dảnh lên để dảnh lên là máy nè, dảnh lên máy cái đuôi dảnh nè, mình để thăng bằng nha. Không lừa đảo, không comment, cũng không cần bán con giống cho bà con luôn. Bà con cứ lại đây tìm hiểu và ở lại học hỏi cũng được nữa, rồi coi thật hay giả rồi hãy mua con giống Minh Dũng nha. Chứ nhiều người nói mình comment để bán con giống, sai rồi. Minh Dũng có 4 cái nhà hàng. Bán không bao giờ mà đủ xài đâu. Đó. Mấy cái siêu thị nữa, mấy nhà hàng để đi giao nữa. Riêng là 4 nhà hàng không đủ bán đâu. Một ngày để xài 1.000 con là ít. Đừng nói mình comment bán giống nha các bạn ở ngoài miền Bắc. Rồi. À, ngoài cái cách mà mình phân biệt trống mái nha thì còn cách nào khác nữa không anh? À, nhiều lúc mình thấy là cái đầu con nhỏ,
nè, cái đầu nhỏ hơn nè, nè cái đầu nhỏ nè, cái đầu bự, đầu bự là con trống nha, đầu bự nè, nè đầu nhỏ là con máy nè. À, là mình cũng căn cứ vào cái đầu của nó nữa. Mình nhìn cái đầu với cái mũi nè, cái mũi nó nhỏ hơn là mình nhìn. Nếu mà nói thì những người chưa nuôi á thì không ai tin hết. Nếu người nuôi rồi thì ta nhìn sơ qua là ta biết trống máy. Còn nếu mà lựa như vậy dở lên nó là 100%. Đó. Rồi, hôm nay mình nói tới cái phần trống máy. Xong rồi mình mới nói tới phần con giống. À, không có nhiều người phân biệt bằng cái khe ở bên không. Bây giờ cái phân biệt khe chỉ được 60% thôi. Nhiều lúc cái khe nó nhỏ nhưng mà vẫn con trống con máy nha. Khe nhỏ con máy mà cái con trống cái khe vẫn là khe lớn nha. Nó không có đúng. Chỉ được 50 hoặc 60% thôi. Còn lựa như thế này nè. Từ 10 ngày tuổi cho tới 30 ngày tuổi đều lựa trống máy hết. À, bây giờ anh em mình có thể đi một vòng rồi phân biệt một cặp nữa cho bà con nông dân hiểu rõ không anh? Đâu mình để bằng nè, để tay bằng nè, nè. Nè, con máy lúc nào cũng dẫn lên không? Đè đầu xuống dẫn lên, đè đầu xuống dẫn lên không? Vậy là nhờ... Để bằng. Cũng có nhiều người nè, mình để ngay luôn nè. Nè. Nè, mình để ngay nè. Nè, dẫn lên nè, dẫn lên không? Đó. Vậy là những người mà hay comment vào YouTube của anh em mình có nghĩa là họ làm sai kỹ thuật đúng không anh? Làm sai kỹ thuật. Với lại người đó dìm hàng ở bên trại của mình. Coi như là trại với trại nhau ưa nói xấu về nhau lắm. Còn riêng mình không bao giờ nói xấu. Hôm nay mình làm clip là mình nói rõ ràng đâu giờ đó hết nha. Như này con trống á, trống là máy mình chưa biết nha, mình chỉ đem ra mình đè mới biết nè. Nè, các bạn coi nè. Con trống bây giờ nó dỉnh lên dày mình chỉ không cần biết nè. Đè xuống cập xuống liền là con trống. Đây 100% nha, không lên, không xuống, không gì hết, để bằng. Cập xuống là con trống. À, thường thường thì để phân biệt trống máy mà bồ câu mà còn non anh thì khoảng bao nhiêu ngày tuổi thì mình phân biệt được? 10 ngày tuổi trở lên mình phân biệt liền 100%. Ở đây là mình không nói khoét, không nói xạo, không tô lai. Bạn nào thì tin thì thôi, còn không tin thì đừng xem. Ở đây là mình chỉ thật tình. Tại vì mình muốn cho bà con người khác nuôi phải có một kinh nghiệm. Thật sự cái này mình cũng đi học của người ta nha. Chứ mình không có tài nào biết. Mình học bên Thái. Với lại hôm nay mình sẽ nói rõ cái giống bồ câu Thái và bồ câu Trung Quốc cho các bạn nghe. À đây. Đây. Anh em nhé, những cái cặp bồ câu này thì trại Minh Dũng mình cũng đã phân biệt trống máy hết rồi. Đây, mình đã phân biệt trống máy hết rồi anh em nhé. Lúc nãy thì ở trại Minh Dũng cũng hướng dẫn anh em cái cách mà để mình phân biệt trống máy ấy. Thì cũng có nhiều, mình nghĩ là cũng có nhiều anh em khi mà thực hiện cái phân biệt này thì cũng đã làm sai ấy, nên nhiều khi cũng không thành công trong cái việc mà phân biệt trống máy. Nói chung là cái để phân biệt trống máy này á, thì nói chung là các con chim bồ câu á, khi mà mình bắt ra mình phải để ở thế thăng bằng anh em nhé. Mình phải để thế thăng bằng. Chứ nhiều khi mình nghĩ là anh em cũng khi người mà để dốc nó xuống quá hoặc là để chúi nó xuống quá thì cái thế của nó đâu phải giữ thăng bằng mà. Thì cái đuôi nhiều khi cái đuôi nó cục xuống hoặc là nó cong lên để giữ thăng bằng á, thì nhiều khi mình làm sai. Chứ ở trại Minh Dũng mình những cái thông tin mà mình ở trại mình có lên đây thì cũng nhằm mục đích là để anh em nắm thêm cái thông tin về nuôi bồ câu thôi. Ở clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây anh em nhé.
con là chắc.